hoàn toàn tự tin 100% vào năng lực của mình. Nhưng mà Lộc nghĩ ai làm nghề rồi cũng sẽ biết đôi khi là thời cuộc nữa. Tôi rất là cảm thấy sốc khi mà phải suy nghĩ đến việc là chọn thí sinh để đối đầu với một thí sinh khác. Bắt cặp với ai cũng được, chỉ không phải là Kiều Diễm là được. Bởi vì khi vừa nghe Kiều Diễm thì Lộc thấy khả năng mình đi về rất là cao. Khi biết được đối thủ là đúng là mình cũng tổ cảm ứng rất là nhiều. Tại vì mình đã nói đó là Trương Kiều Diễm thì với chủ đề khá động đông, một chất chặt của đội huấn luyện viên Thượng Trinh là những bộ cách cảm nhận và phát hiện chủ đề bên trong. Khi mà nhận được phòng sáng tác và bức tranh thì Lộc cũng chẳng nghĩ gì nhiều cả, để mà mình đừng có nghĩ nhiều mà nghĩ đi vào lối mòn như anh chị đang nói. Nên là khi vào cái phòng thì không thì mình sợ lắm, nhưng mà Lộc thấy nó chẳng có gì nhiều cả. Trên cái bộ cách này phải cái phong thiên nên là Lộc đã phải đọc kiểm tra một bút kiểm đó Lộc đã đọc rồi. Anh Lộc hôm nay qua phòng Ngân rất là nhiều lần, hình như anh cũng qua những phòng khác nữa. Anh Lộc giống như là con chim vậy, rất là thích la cà nhẹ nhõm. Thực ra là trước khi mà mình có ý tưởng về cái bài hát mà mình sẽ viết thì mình cũng đi học phòng xem mọi người có gì vui không để cho nó đỡ căng thẳng. Chắc mình nghĩ là nhà bao giờ cũng thế. Em có thấy gì? Mình thấy nó dài. Thấy lúc đầu thì cũng đều nghĩ là có rất nhiều đoạn và ý nghĩ rằng là nó cũ. Em có thấy cái gì nữa không? Đoạn đường này có người qua không? Sao con biết có người qua? Chắc là một em cầm bình tâm để nhìn họ. Không khí này một cách thẳng thừng khi có vẻ như gặp đối đầu Đào Bá Lộc và Trương Kiều Diễm đem lúng túng trong việc nhận chức liệu và phát triển đề tài. Trong cái gì đó. Con làm gì được đó? Hả? Mẹ tưởng là con có mua bao quản lý của con yếm. Ai mà con làm yếm, con giỏi đó. Hả? Anh đưa chân anh đặt gì, anh cứ hầy hầy gì chứ là hắn gọc đâu rồi, hắn nghiêng sang một bên nằm mái rồi. Rồi anh tưởng hắn ngủ rồi, hóa ra là hắn nằm yên phân phát hết rồi. Để khi anh cất chân anh bỏ đi, anh yên ngủ rồi, anh cất chân bỏ đi rồi là hắn đứng dậy là hắn quay. Nhảy nhảy đấy. Chính em đang chưa rõ là mình có thế mạnh. Dạ yếu. Dạ yếu. Em có muốn vô clip không? Không. Chưa thực sự thế
Tại vì em mặc cái gì à? Hả? Tông ngông nữa thì có vô cái lý không? Anh không cần phải mặc ý thế không? Chị bể chân này. Thành nhà là mất vẻ đẹp của con đây. Anh đang nhìn lư 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 vô đấy. Ah!